Thử thách xếp núi đồ cho cả gia đình đi du lịch trong 5 ngày chỉ trong một chiếc vali. Hôm nay mẹ Nhí sẽ lên hẳn một tip xếp đồ du lịch cho cả gia đình trong 5 ngày cho các mẹ cùng tham khảo nha. Đầu tiên là các mẹ nên lựa chọn một chiếc vali có kích thước lớn nhưng mà phải nhẹ và bền để dễ dàng di chuyển cũng như là tránh cồng kềnh dễ hỏng. Nhà Nhí thì chọn vali Lani của Mia nè. Size mà mình dùng là size M, vali rộng rãi, nhẹ. Thứ hai là các mẹ nên nắm được các cách để tiết kiệm diện tích để đồ áo nhé. Như là xếp đồ của người lớn chất liệu thô nặng vào trước bằng cách cuộn lại để giảm bớt diện tích. Còn nếu đồ của các bé thì các mẹ không nên cuộn lại mà chỉ xếp ở phía trên thôi nhé. Giày dép thì các mẹ nên cho vào túi và xếp ở mặt này nhé. Còn các vật dụng cần thiết như là đồ vệ sinh cá nhân, đồ make up, thuốc của gia đình thì cần được phân loại và để trong những túi zip riêng. Bỉm của con thì mình sẽ tận dụng những chỗ này của vali để vào. Với chiếc vali này thì các mẹ không lo bị rơi rớt đồ đâu nha. Vì loại này thì có đai chữ X cố định và lưới chống rơi đồ rồi nè. Đấy, chỉ áp dụng những điều trên là có thể xếp núi đồ của nhà mình tầm 30 áo váy. Mình thấy thì bỏ được nhiều hơn 25 kg đó nha mọi người. Gọn vẹn chỉ trong một chiếc vali để đi du lịch thôi. Vừa gọn nhẹ lại tiết kiệm. Còn bây giờ là chơi đến giờ để vi vu thế nào. Bye bye mọi người.